Dạ vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Thì nhân dịp cái sự kiện là Nam Tép ký hợp đồng phân phối chính thức cái sản phẩm DE này ở khu vực Thanh Hóa. Thì hôm nay đây là cái bộ loa đầu tiên mà Nam Tép làm video để lên giới thiệu cho các bác. Thì thực ra đây cái mẫu mà các bác đang xem trước mặt đây là cái mẫu demo của hãng gửi mẫu về để cho bên cửa hàng em làm test thử và làm demo. Thì cái mẫu này chưa phải là bản chính thức của hãng gửi về. Thì cái bản chính thức của nó sẽ được cập nhật về cửa hàng em này trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày nữa, thì số lượng nó khá là nhiều. À các bác nhá. Thì cái loa này thì hôm nọ bên em đã cũng đã làm video test thử demo ở ngoài trời cho các bác xem, thì các bác có thể là xem lại những cái video đó bằng cách là chúng ta vào cái phần miêu tả của video này hoặc là click lên cái đường link ở phía trên của video nhé để chúng ta xem. Và cái sản phẩm của ADA thì có rất nhiều sản phẩm, tuy nhiên là riêng lồng loa thì Nam Tép sẽ phân phối chủ lực ở hai model chính. Một là cái model trước mặt các bác đây là cái model có tên là MR12, là loa trong phân khúc là cao cấp của hãng, và một model của nó là rẻ tiền hơn, tức là sẽ ít tiền hơn, là cái model phía xa kia đây. Đấy, thì cái model này thì bên em sẽ làm một cái clip và test thử và giới thiệu cho các bác sau. Thì hôm nay là cái model này thì em sẽ giới thiệu cái hàng đắt tiền trước, cái hàng mà rẻ tiền hơn thì các bác có thể là xem ở cái video sau để em sẽ làm. Thì như các bác đã biết rằng DE thì là một cái thương hiệu hàng xịn cao cấp đến từ Đức. Thì, sản phẩm này hiện nay đang được là công ty SLV Lợi Nam phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam, và Nam Tép đăng ký hợp đồng phân phối với lại công ty này. Thì toàn bộ những cái sản phẩm này thì sẽ là được công ty SLV Lợi Nam bảo hành cho tất cả các bác trong vòng 1 năm. Ngoài loa ra, tất cả những cái sản phẩm mà bên của hãng DE này mà công ty mà Nam Tép phân phối thì đều được công ty SLV Lợi Nam bảo hành, và có trên hệ thống bảo hành của hãng đăng trên trang web. Thì để trở về cái loa này thì em sẽ giới thiệu sơ bộ về cái model này. Thì đây là model có tên là MR12 các bác nhá. Giá của nó mà bán cho các bác đến tay của các bác là rơi vào tầm là 15 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá, 15 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Nếu như cái mức giá này thì mà các bác nào mà chưa đủ điều kiện để chúng ta chơi và giá hơi cao thì chúng ta có thể là chuyển sang cái model nó rẻ tiền hơn một chút, là cái model ở phía xa kia đây. Thì cái loa đấy thì em sẽ giới thiệu các bác một cái dịp sau và cái clip sau các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết về cái dòng loa này. Thứ nhất là về thiết kế của nó thì đây là dòng loa nó thiết kế cũng khá là cổ điển hiện nay, là truyền thống, là kiểu là thùng cân đấy, thùng cân hai bên và có e căng vải phía trước. Thì không, đây không phải là cái e căng bằng vải không ạ, và phía trong này nó có một cái lớp lưới sắt dập lỗ và nó chỉ bọc vải ở ngoài. Thì cái lớp vải này nó có giúp là ngăn bụi, gọi là muỗi dán thì chui vào trong, tức là cái này là nó sẽ đảm bảo cho cái loa chúng ta là hoạt động cái điều kiện nó tốt hơn, nó không bị bụi vào trong quá trình sử dụng đấy. Loa này thì được thiết kế là lỗ thông hơi nằm phía trước đây, nằm ở phía trên này. Tí em sẽ nói kỹ hơn về cái lỗ thông hơi này. Loa này thì là kiểu thiết kế là sơn sần các bác nhé, sơn sần màu đen, và thùng của nó là thùng gỗ sơn sần ở hai bên. Ở hai bên thì nó có hai cái nẹp này, hai thanh nẹp bằng nhôm đây, hai thanh nẹp bằng nhôm nó nẹp hai bên, và được bố trí những con ốc để chúng ta treo loa. Chúng ta có thể là treo phía trên, treo ngang, muốn treo bên nào cũng được, và thậm chí là để trên cột hoặc là treo phía dưới đều được các bác nhé. Phía trên phía dưới đều có lỗ hết, và ngoài ra phía dưới nó sẽ có cái đây, sẽ có cái cọc, cái lỗ để chúng ta bỏ cái cọc loa vào đấy. Về phía sau của nó thì để em quay luôn cái phía sau cho các bác xem. Phía sau ở đây thì nó có cái lỗ tay cầm mà chúng ta thấy đấy, lỗ tay cầm để chúng ta xách ở đây. Tại vì thiết kế hai bên giống một số loa loa khác, cái hãng này nó bố trí ở phía sau, lỗ tay cầm phía sau. Đây, model là MR12 đấy. Loa này là sẽ có công suất của nó là khá là lớn các bác nhé, 300W một một chiếc đấy, công suất khá là lớn. Kháng trợ của nó là 8 ohm, tần số của nó là 60 Hz đến 20k, độ nhạy là 97 decibel.
Chúng ta nhìn vào các cái này thì chúng loa này gọi nó là loa là thiên về lời các bác nhá. Nó thiên về lời rất chi là tốt. Thì hôm nọ bên em đã test cái video này rồi, thì thực ra là cái loa này thì phải nói là nó sẽ tần số của nó cũng không phải là xuống sâu, 60 Hz. 60 Hz thì chúng ta sẽ là xin về cái dải bát cao. Nó không phải là xuống sâu, tuy nhiên là bát cao thì đánh nó sẽ lực, nó không mềm, nó không nhuyễn, nhưng tuy nhiên là đánh về lực. Đặc biệt là chúng ta sẽ thích hợp là dùng karaoke, nó sẽ tránh cái trường hợp là nó bị ù. Đấy. Nó tức là bát của nó không không xuống sâu. Xuống sâu nếu như mà chúng ta nghe nhiều thì nó bát thì nó có thể là nó nhuyễn, nó nhuyễn, nó sâu. Đấy. Nhưng tuy nhiên là nó sẽ dễ bị ù và nó trầm quá. Thì cái loa này thì 60 Hz thì chúng ta nghe nó sẽ phù hợp, chúng ta là dùng sân khấu, dùng lắp phòng hát hoặc karaoke gia đình. Đấy. Thì chúng ta sẽ dùng loa này là rất chi là ok các bác nhé. Đấy. Thì đặc biệt là loa này mà để chỉ cần một đôi này thì chúng ta có thể là hát karaoke thoải mái luôn. Và thực tế là bên em cũng đã làm cái clip mà test cái loa này ở ngoài trời. Có một đôi này thôi, một đôi duy nhất thôi. Tuy nhiên là đánh rất chi là sướng. Tiếng bát của nó là nó căng, nó lực, nó căng. Nếu không các bác phải hiểu nó có hai cái vấn đề. Tiếng bát của nó nếu như các bác mà thính thích mà nghe tiếng bát sâu mềm thì chúng ta mua những cái loa gần 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 cao su, gần vải, gần mút. Gần mút thì nó tiếng bát nó sẽ sâu và mềm. Đấy, để chúng ta nghe nhạc thì nó ấy. Còn nếu chúng ta muốn nghe nhạc sàn nghe nhạc sống, hoặc là chúng ta muốn hát ngoài trời thì chúng ta mua những cái tiếng bát gọi là bát căng lực. Nên nó căng lực khác và sâu mềm khác, nó hai cái trường pháp. Chứ còn nếu như cái loa vừa căng lực vừa sâu mềm nó hơi bị khó. Nó phải nó chia làm hai 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 mảng như thế. Thì về nội thất của nó thì đây. Chứ tin là bên đang để sẵn này đây rồi. Thì thứ nhất là về thì giới thiệu các bác về con tép của nó. Tép của nó là tép đây. Tép của hãng là có cái của hãng DE luôn. Đấy, công suất của tép đây là 60 W các bác nhá. 60 W ở 8 ôm. Tép này là tép titan. Đấy. Tép này từ khoảng từ 14 10 từ 12 đến 14 gì đấy, em chưa đo nhưng mà từ của nó cũng là từ được à. Đấy. Thì cái loa tép này thì là hôm nọ thì cũng đã test là tiếng rất chỉ là hay các bác nhá. Tiếng tép của loa này phải nói là kết. Đấy. Vì là khi mà chúng ta mà cái loa full này của nó là cái việc chính của nó là tạo lời. Tạo lời thì cái tép này nó quá xuất sắc, phải nói là quá xuất sắc là mình đó. Thì hôm nọ bên em qua hát tại thực sự là nếu nếu như mà cái loa full mà nó hay không là nó cái tiếng tép của nó quyết định rất chi là nhiều. Đấy, phải nói là rất nhiều. Mà tiếng tép mà không thể lên được thì chúng ta không thể hát được, và chúng ta cũng rất chi là khó để mà chúng ta ghép. Thực ra những cái người mà người ta đi chuyên sâu về chất phòng karaoke rất chi là sợ tiếng tép mà chói quá cũng không chát được. Mà tiếng tép nó tối quá thì cũng khó, không thể chát được. Cái tiếng tép nó khó. Tiếng bát thậm chí là có thể là nó không không căng không ấy thì chúng ta có thể thể là sấp nó bù lại được, nhưng mà tiếng tép của nó mà không hay là rất chi là khó. Và em đánh giá cái tiếng tép của loa này đấy, tiếng tép của loa này là 9 trên 10 điểm, phải nói là em khá là bất ngờ. Thậm chí là loa B3, nếu như loa B3 mà em ghép cùng với cái này thì thực sự là tiếng em giật mình luôn. Thôi em test xong em thử em ghép xong em thử cái tiếng mic em tức là tiếng mộc luôn, em chưa thêm cái chỉnh cái vang gì mà em khá là bất ngờ với cái tiếng tép này. Tiếng tép này hay cực hay luôn. Thì cái loa này phải nói là bác nào mà ghép cả dàn này đồng bộ này không có gì để chê cả, em khẳng định em bao cho các bác chọn luôn đấy thôi nhá. Thì bây giờ em sẽ qua tiếp cái bát này. Đây là cái bát của cái loa này. Thì cái bát này thì của nó là từ 19 các bác nhá, từ 19 bát thì cực kỳ là gấu rồi, quá là gấu luôn. Con này là họng của nó, để em xem nào. Ôi, cái bát nặng lắm các bác, bát kinh khủng, quá là kiểu khủng khiếp luôn đấy. Bát sao nó họng là 76 các bác, họng con này 76, gân của nó là gân vàng đấy, gân vàng đấy. Các chúng ta thấy là gân này phía sau này vàng đấy, phía trước này nó thì là sẽ là gân đen đấy. Rồi phía trước là nó sẽ là bôi cái dầu dưỡng gân vào đây rồi các bác nhá. Để em quay phía sau này một chút nào, để em bật flash lên các bác nhá. Thì này chúng ta sẽ thấy là tem của hãng DE lại dán ngay trên từ này. Thì đây là cái bản demo em, cái bản chính thức của nó, thấy hãng bảo là sẽ có tem tem nó dán ngay ở trên đây nữa cơ. Em cũng chưa chưa nắm được, tuy nhiên là cái vấn đề tem nhãn này em cũng không quan trọng lắm, quan trọng là cái tiếng nó phải hay các bác nhá, tiếng nó phải hay. Đây con này họng của nó họng 76 này, nhện của nó là nhện màu đỏ, nhện là màu màu bã trầu vậy, chúng ta phải nói là màu, màu
Đấy. Đấy, gân của nó là gân này, gân vàng. Nó không phải vàng giống kiểu của B3 đâu ạ. Cái kiểu này là vàng nhạt các bác nhá. Đấy, màu vàng nhạt. Nó không vàng đậm giống như cái B3. Tuy nhiên gân này khá là dày. Em thấy là gân rất dày các bác. Đấy. Màng loa cũng rất dày luôn. Đây để em quay phía trước cho bác xem. Đây, về chạm loa tí đây nhỉ. Này, cái bát nặng kinh khủng luôn đấy. Này. Này. Cái chạm loa của nó đây, nào chúng ta thấy cái chạm loa. Khá là xịn. Cái dầu loa này, có thấy to không? Cực kỳ là lớn luôn. Dầu này thì đánh vĩnh viễn không có cái chuyện lồi bị đứt. Nhưng các bác hiểu là cái dầu của nó nhá, nó quan trọng lắm quá. À, không phải là kém đâu. Nó đánh chúng ta thấy cái màng nó nhún ra nhún vào thế này này thì nó hay bị gãy ngậm chỗ này, nó mỏi mà. Nó không mỏi nó hay gãy đứt ở đây. Đứt ngay cái chỗ mối hàn chỗ trên đây này và hoặc là đứt ngay ở trong này. Đấy, nếu mà dầu kém hoặc là dầu bé là nó hay bị đứt lắm. Dầu to này chúng ta đánh thoải mái luôn đấy. Đấy. Nó đánh vì cái dầu này nó thường thường lo bãi mà về nó hay bị đứt cái dầu này. Nhiều khi là bọn em bán nhiều là em biết rồi. Nhiều khi là loa đo từ côn không chết, tuy nhiên là không thể hát được là do cái dầu này nó bị đứt thì phải chấm lại. Đấy, chấm lại cái dầu này thì chúng ta mới thấy được. Và đây để em quay phía trước cái màng của nó luôn. Đây ạ, đây là cái màng của loa các bác nhá. Đây màng của loa. Thì phía trước thì nó được bôi một cái lớp keo là dưỡng dưỡng gân. Tuy nhiên là cái gân này cũng không phải là gân ướt đâu ạ. Nó có keo dưỡng, tuy nhiên là nó cũng không hoàn toàn là gân ướt. Màng này thì màng chống nước các bạn. Các bác đánh sân khấu thì dùng màng này ok. Có đổ nước vào đây thì cũng không có lo cái chuyện nó hư màng. Đấy. Đây chúng ta xem màng này. Dốn zin của nó rất là đẹp. Đấy, cái keo đường keo zin của dốn nó rất là đẹp. Gần này gần 36 này. Gần 36. Và để em xem mà phần nội thất. Đây là bông tiêu âm của nó nhé. Đấy. Bông tiêu âm. Xem phần tần nó nằm đâu. À đây phần tần của nó đây. Để em tháo cái tép này nhá. Đây để em coi cái phần tần của nó các bác xem. Đây, phần tần của hãng này. Wow, phần tần nhìn cũng gấu phết. Đây. Đấy, toàn bộ cái phần tần của hãng này. Phần tần mới. Tụ này là tụ xịn luôn, tụ AR. Đấy, dây. Nói chung là khi mà em giới thiệu cái phần nội thất này thì cũng giới thiệu một phần để về các bác biết được là thứ nhất là đánh giá, thứ hai nữa là về để biết được cái so sánh và cái chất âm của nó thì các bác phải mà nghe cảm nhận bằng cái thực tế. Thì bên em cũng đã làm cái clip này test cái chất âm của nó rồi. Đây coi nhá. Thế chất âm là thì đảm bảo cho các bác là cái loa này các bác về ghép dàn thì các bác không thể chê được, cực kỳ là hay. Em rất chỉ là tự tin khi mà nó phân phối cái dòng loa này. Thứ nhất là nó là một cái thương hiệu lớn rồi, các bác không cần phải lo. Thứ hai nữa là em cũng đã người trực tiếp mà là test thử và đã demo loa của này thì trước khi nhập về, chứ không phải là bên em nhập về rồi bên em mới bán. Đây là cái bản mẫu họ gửi về thôi. Đấy, nhưng mà tôi như là test của nó là rất chỉ là hài lòng thì là mới đặt số lượng. Đấy. Thì các bác yên tâm về cái chế độ hậu mãi và chính sách bảo hành của cái hãng này. Đây là một cái hãng có thương hiệu, có tên tuổi, các bác yên tâm về cái chất lượng của nó. Trước khi kết thúc video thì cũng nhắc lại cái giá bán của nó nhé. 15 triệu 500 ngàn đồng một đôi các bác nhé. Giá này là giá đến tay người tiêu dùng luôn. Và hàng là full book, nguyên hộp. Đấy các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại và cảm ơn tất cả các bác.